Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc ví xoáy ca với full hộp đồ đầy đủ ha. Mình bán full hộp đồ đầy đủ ha. Ở trên Shopee hoặc Lazada ha. Thì cái ví này á thì đây mình sẽ dỡ ra cho bạn xem. Thì cái ví này á thì nói về cái mức độ mà cao cấp của nó thì nếu mà về ví ngoại thì cũng ngang bằng chứ không bao giờ thua đó. Bởi vì cái này á, là nó sử dụng bằng cái chất liệu bằng da bò nhập khẩu các bạn nha, và loại hàng chất lượng cao. Ở ngoài đây là có logo của xoáy ca nè đó, hàng chất lượng cao, cái da chất lượng cao, thành thử ra các bạn xài nó sẽ rất là bền, rất bền và nó đẹp bền. Mỗi người nhìn vô có nhiều khi người ta sẽ có một cái đánh giá về một cái loại cái chất liệu da của cái ví khác nhau. Ví dụ có người thích da dày, có người thích da mỏng, nhưng mà cái da dày á, da mà loại dày á, có nghĩa là da đó là nó thuộc loại da trong, nó lúc nào nó cũng được thuộc với dày hơn. Còn với cái loại da mà da cao cấp lúc nào cũng mỏng các bạn. Có nhiều khi các bạn lầm tưởng nó là hàng giả da, hàng si, nhưng mà không phải, đó là da thật 100%. Thì ở cái ví này á là nó là kêu bằng dạng ví nắp ba, nhưng mà nó ở cái hàng nó được may nhiều ngăn hơn. Là đây là có hai ngăn nè, hai ngăn để bỏ giấy tờ nè. Rồi đây có 3 ngăn thẻ, kèm theo là hai ngăn này, hai ngăn bên này nữa. Rồi đây nữa là 3 ngăn nữa, là tính ra 6 ngăn thẻ ha. 1 2 3 4, 4 ngăn bìa này ha. Và một ngăn hai ngăn, 3 ngăn trong này nữa. Là tất cả là bao nhiêu ngăn ta? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 ngăn tất cả trong một cái ví. Trong một cái ví là có tất cả 15 ngăn. Và ví này được làm cái với lại cái khóa chip là được làm bằng một cái loại khóa chất lượng cao ha, may bằng loại khóa chất lượng cao. Hàng thì được bảo hành 24 tháng. Thì các bạn khi mà sử dụng thì cứ an tâm, tại vì cái hàng này là hàng may hoàn toàn bằng thủ công. Đó, thành ra may hoàn toàn thủ công, rất là kỹ lưỡng. Thành ra chữ chỉ chiếc đồ này nọ thì các bạn khỏi cái lo về vấn đề mà đứt chỉ hay đứt gì đi ha. Đó, một chiếc ví nắp ba có lá ngang rất là xịn sò và chất lượng ha. Đó. Thì hiện tại giờ mình đang bán ở trên một vài cái trang mạng, thí dụ như là Shopee, Sen Đỏ hay Lazada. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn mình đang bán Shopee là chính, thì các bạn lên trên đó ủng hộ mình với nha. Các bạn chỉ cần lên tìm là ví da xoáy ca, là theo viết theo giống y như chữ này, giống như chữ xoáy ca này ha, hoặc là xoáy ca shop là nó sẽ ra shop của mình ha. Rồi, mình chào các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy hoặc là chưa có nhu cầu lắm nhưng mà ủng hộ mình thì hãy ủng hộ mình với ha. Nói chung cái các bạn đừng có tính cái mức độ mắc hay mức độ rẻ. Ở đời nó không có gì mà nó rẻ mà nó ngon hết, mình nói thật như vậy. Tiền nào nó của đó các bạn, đối với những cái mặt hàng mà da này, ví da này. Rồi, mình chào các bạn nha.